Rồi chủ cắt lỗ 1 tỷ rưỡi lô này nha anh chị ơi Chủ cắt lỗ 1 tỷ rưỡi nha Ngang 9m sau 20 lô góc nha Lô góc mặt tiền trục chính nha Trục cổng chính đi vào ạ Từ à, cái trục đường chính nha Từ ngoài cổng chính Phúc An Golden nha quý vị nha Khu đô thị Phúc An Golden ở Bào Bàng à, Trừ Văn Thố Bào Bàng Bình Dương Và giao nhau với trục đường D5 và trục đường D6 Giá của sản phẩm Quý vị ơi Đó 3 tỷ thôi Ở giá thị trường hiện tại đang là 4,5 tỷ Và hiện tại giá chủ cắt lỗ Chúng ta có thể thấy những hình ảnh về Lê Cam Trọng Thơ đang à, cho chúng ta xem đây ạ. Kế bên là khu nghiệp Trơn Thành 1-2. và trước mắt chúng ta là những hình ảnh của khu công nghiệp à, 2.200 hecta của à, BK của Trơn Thành 1 và 2 và từ đây chúng ta di chuyển 1 km là đã tới quốc lộ 13 quý vị nhá, tới quốc lộ 13 và di chuyển lên khu công nghiệp Minh Hưng á, là chỉ có 7 km thôi ở đây ạ. À, những căn này phù hợp cho những chuyên gia chúng ta thuê để ở hoặc những chuyên gia chúng ta mua để đi làm các khu công nghiệp trơn thành 12 khu công nghiệp minh hưng như quý vị nha ở đây chủ đã cắt lỗ đến một tỷ rưỡi cái lô góc này rồi để quá rẻ quý vị ơi à. giá thị trường đang là 4 tỷ rưỡi mà hiện tại giá của căn góc này chỉ có 3 tỷ thôi thì chúng ta quan tâm đến sản phẩm này thì chúng ta gọi trọng thơ nha số điện thoại trọng thơ để trên trang ngân nhân với sản phẩm này ngang 9 mét hai 20 quý vị ngang 9 hai 20 hơn 100 gần 200 mét vuông đất ở đô thị full ODT và đây là nằm ở dưới ngã tư trục D5 và D6 nha quý vị nha đặc biệt là cách cổng đó sát cổng khu và sát, sát cổng khu luôn quá đẹp anh chị quá đẹp quá đẹp luôn từ cổng vào là chúng ta đã tới căn nhà của mình là căn đầu tiên luôn với lô này chúng ta có thể kinh doanh buôn bán quán cà phê này trà sữa đầy đủ các tiện nghi mà giá hiện tại quý vị đã cắt lỗ đến một tỷ rưỡi rồi quan tâm gọi trọng thơ nha số điện thoại trọng thơ để trên trang cá nhân